Mình quay mình thấy cái dàn bông này mình nhìn mê luôn mọi người ơi. Mừng quá bà con, quá lúa này quá tốt, quá đẹp luôn. Chào tất cả mọi người nha. Đây là sáng sớm mình ra đồng mình quay những cái đám lúa đang trổ đây mọi người. Rồi mấy anh em đang xịt thuốc. Thời kỳ lúa trổ đây. Hôm nay mình cũng dẫn ba con lưu đi theo luôn. Đây những gói thuốc đây mọi người. Bây giờ là dàn lúa đã trổ đều hết rồi mọi người ơi. Thì sáng sớm mà mấy con lưu này nó lạnh à. Đây là có một anh nữa qua tiếp tục xịt những cái đám ruộng này mọi người. Thì anh chơi mặc cái khố này, lấy cái bao này. Đây là anh em đang pha thuốc kích chỗ đây mọi người. Rồi vi khuẩn lem lép hạt, chống lem lép hạt đây. Rồi gàng gàng này gói để no hạt. Đây là sử dụng hai cái chén chống lem lép hạt người. Giờ sử dụng cái dàn bình 2 thì mọi người. Sử dụng là phun 6 bét. Đó mọi người thấy cái dễ lúa không? Dài dài cả 2 xăng luôn cả. 20 xăng luôn. Dạng luôn mọi người. Quá đẹp luôn. Cái loại giống lúa này quá đẹp luôn mọi người. Dễ lúa dài luôn này mọi người thấy không? Đây. Lúa này mà không có đạt là sao được phải mọi người? Lúa này phải đạt 100% trở là tới lúa chín là nó bị mưa là lúa nằm thôi. Lúa này dắt dằn, lúa này rất cao luôn. Dằn lúa này quá cao luôn. Đây con lũ lớn đây mọi người. Đó ba con. Sáng sớm mà sương mù đầy đồng luôn. Tối sương đầy luôn nè, lúa này chỗ rất tốt luôn. Anh đi xịt một cái đường dài tới trên đầu trên kia mọi người. Đó, anh đang xịt ở trên kia. Cỡ 20 ngày nữa là lúa này sẽ thu hoạch mọi người. Khu vực mình này có một số chỗ là
cũng có nhiều cái bông bạc mọi người. Mình quay mình thấy cái dàn bông này mình nhìn mê luôn mọi người ơi. Mừng quá bà con, quá lúa này quá tốt, quá đẹp luôn. Cũng có vài cây lúa ma nữa. Đây để mình cho mọi người xem đây. Đây lúa ma đây mọi người đây. Sử dụng bình 6 bét luôn. 7 bét luôn. Giống lúa bên này thì dế nó hơi ngắn mọi người đây. Đấy, ba con lu là mình ra đồng đó rồi. Mình chở đi theo luôn. Nó mình làm tiếng chuột nó nhìn nó thấy à. Sáng sớm mà mặt trời đỏ giật luôn mọi người. Đó, trời màu đỏ luôn. Này là 6:30 rồi. Buổi sáng nhìn cái dàn lúa này một mái luôn mọi người ơi, nhìn đã không? Ở đây là mình quay cho mọi người xem giải trí mấy cái dàn lúa đẹp thôi nha mọi người nha. Người nhớ like và đăng ký kênh ha. Đây anh đã xịt xong một cái bình rồi, anh vào pha thuốc tiếp mọi người. Xin kết thúc video ở đây mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người, các bạn đã theo dõi video và ủng hộ kênh ha. Rồi chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.